À, không nhiều. Vọng là tiếng vẫn vào được. Thế vậy đây này, anh em mình nhìn thấy là ở đây mặt trận A nó không đọc được, nhưng mặt trận B thì nó vẫn đọc được, mình đọc nhầm mặt trận A. Tại sao lại thế? Chúng ta phải review code. Mọi người nhìn này, code ở đây này, ban đầu đọc chỉ số dòng và code này chắc chắn đọc đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì ở dưới này nó đọc đúng thước dòng và code. Tiếp theo mà đọc cái chuỗi mặt trận A này này, thì mọi người thấy tưởng tượng là khi mà chúng ta đọc cái chỉ số dòng vào code này, mình sẽ thừa dấu xuống dòng sau với phải dấu xuống dòng ở đây, và scanf kia nó không làm được. Bình thường chúng ta xử lý bằng cách chúng ta ép flush để dấu xuống dòng rồi đi, đóng cái đệm đi. Tuy nhiên là ở đây là file chúng ta không thể làm, thành ra là vẫn còn dấu xuống dòng. Khi còn dấu xuống dòng ấy thì cái chỗ này này nó nhận được sự dấu xuống dòng một phát nó dừng lại luôn, có nghĩa là nó chỉ đọc mỗi dấu xuống dòng rồi thôi và xong nhiệm vụ của nó thôi. À, thành ra là trong file này vẫn còn chữ mặt trận A, tại vì còn chữ mặt trận A nên là cái đống này nó rất cũng được không được không hết. Xong rồi nó chạy cái chữ mặt trận B này, FS này, thì cái chuỗi này lúc đấy cái chuỗi này nó mới đọc được cái dòng mặt trận A, mới đọc được dòng mặt trận A lưu vào đây. Thành thử ra sau khi đọc xong thì nó mới đọc được cái mặt trận đằng sau đấy. Thì sau khi đọc xong cái chữ mặt trận A thì lúc đấy cái mặt trận nó đọc được mặt trận, nó đọc được mặt trận này, nó lưu hết vào cái MB của chúng ta. Chính vì thế nên MA đọc lỗi không đọc được, à không, MB đọc được nhưng mà đọc được cái xử lý bài toán này thế nào. Chúng ta đơn giản là thêm một dòng dòng này sẽ là dòng đọc dòng dấu xuống dòng, còn dòng này sẽ là dòng đọc chữ mặt trận A. Tương tự chúng ta cũng có thể làm như này, hoặc là mọi người có thể đọc luôn cái dấu xuống dòng thông qua thằng nở đây luôn. Thì mọi người thích làm theo này, hãy thử chương trình. Đó, như vậy là mặt trận hai chúng ta đã đọc không, và mặt trận B chúng ta đọc xong, anh em mình lưu vào mặt trận C. Thì toàn bộ cái file này anh em mình sẽ vứt vào trong một cái đây, nhưng mình vứt được một cái tham à vào đấy để đọc các giá trị tham à. Đọc thông tin từ file, thông tin từ file này xong thì anh em mình lưu trữ cái gì, anh em mình lưu trữ lần lượt là hai mã trận MA, lưu trữ vào MA vừa. MA max và MB đúng không? Anh em mình lưu giá trị dòng vào code, lưu giá trị dòng code chúng ta phải bảo quản hay là chị bảo. Anh em mình đã để bê dòng cái code đi. Đó thì anh em mình copy nguyên cái đoạn này. Thì khác là nếu bây giờ anh mà sửa dòng vào code nhiều quá thì anh hơi ngại, anh sẽ tạo ra hai tuyến dòng để lưu trữ hai giá trị này, rồi thực hiện xong thì anh mới gán lại vào hai cái phụ tử. Chọn không in nữa, không quan trọng. Đây nghĩa là sao về dòng 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 cho mình nhập vào là chữ cô chúng ta vừa nhập mà chúng ta đọc được file. Đó, thông tin từ file anh em mình làm như này. Thế thì, về sau chúng ta sẽ chuyển vào đây, đọc thông tin từ file, đọc thông tin từ file lưu vào MA, MB với giá trị dòng của cột tương ứng. Tiếp tục anh em mình cần gì, anh em mình cần xử lý tính tổng đúng không? Tính tổng bằng cách anh em mình tạo ra một tính toán
đọc nữa. Thằng này thì dễ thôi, anh em mình sẽ thực hiện ma trận. Cần đối số gì? Anh em mình cần MA, MB và một cột tương ứng. Không cần con trỏ nữa, tại vì chúng ta có giá trị. Anh em mình cần mảnh. Và tổng mặt trận thì anh em mình tính như thế nào? Anh em mình cũng đơn giản là diệt tất cả các phân tử luôn. Với mỗi phân tử thì anh em mình sẽ cộng vào một tập. Đây một tập thứ easy thì sẽ bằng MA thứ easy cộng với MB thứ easy. Giá trị tổng thì bằng tổng các phân tử của MA và MB. Ở đây là thông tin từ file, anh em mình có thể tính tổng cách là anh em mình cộng ma trận trên ngoài tổng cộng ma trận của M tổng A với hiện xong thì anh em mình làm thêm một hàm in ma trận tổng của file. Bằng cách là chúng ta chia vào ma trận với số lượng dòng và số lượng cột tương ứng. Ta in vào file bằng cách là chúng ta trỏ con trỏ F vào file. Mở ra thì làm gì? Mở ra thì đi vào cuối. Nhớ là đóng luôn vào anh. Trước khi chúng ta làm bất kỳ cái gì thì anh em mình làm luôn. Anh em mình in ra cho anh dòng đầu tiên. Ma trận tổng đúng không? Và các dòng còn lại thì anh em mình in theo đúng thứ tự thôi. In theo với dạng FPNET của F của phần trăm 5D và dùng dòng TND của M EZ và anh em mình nhớ in xong anh mình xuống dòng nữa. In ma trận của file. Hay, thực ra thì anh em mình không cần thiết đến cái hàm tính cộng ma trận gì đâu vì anh em mình có thể in thẳng MA cộng với 1B. Tuy nhiên thì anh muốn làm tổng quát vấn đề nào cho mọi người. Rồi, thử chương trình xem là có lỗi gì không. À, return quick value. Đơn chấm phẩy thôi. Kết thúc cái file này thôi. Để lại chương trình. Không biết là gì. Nhưng mà thằng này. Mặt trận khi này thì nó có đâu. Nó có mặt trận tổng. Mặt trận A, B. 69 cộng với 718 bằng 787 đúng không? Còn thử giá trị cuối cùng 382 cộng 16 14 bằng 96. 2 cộng 4 là 6, 8 cộng 1 là 9 bằng 69 thì 96. Như vậy ma trận tổng đã có thành công. Được rồi, đấy là toàn bộ cái bài này. Anh em mình có ai có câu hỏi gì không? Cái này cũng là một trong những bài không khó. Xử lý đơn phương rõ ràng. Nó chỉ có mỗi một cái hơi trích một tí là anh em mình sẽ phải đọc cái dòng match A, B. Đọc cái dòng xuống dòng ở đây thôi. Đây này, anh em mình sẽ phải đọc cái dòng ở đây này. Lại thì nó chẳng có gì cả. Các bạn, ai có hỏi gì không? Anh ơi, đi thi có vừa vừa danh sách liên kết vừa vừa ghi file hoặc là stack với cả ghi file không ạ? Không
không đủ thời gian để gì viết cả hai đâu, chỉ là một trong số những cái đấy thôi. Có thể kết hợp quản lý sinh viên với ghi file nhá, nhưng mà không có danh sách liên kết đâu, hoặc là danh sách Wow. liên kết không, hoặc là file không. Bạn khác có ai không hỏi gì nữa? Được rồi nhá, nếu không có vấn đề gì thì anh em mình ở đây nhá. Hẹn anh em vào ngày mai, anh em mình tiếp tục thực hiện tiếp với công tác với file nhị phân. Bài tập ở trên này thì mọi người tự giác thôi. Nó cũng anh cũng nói chung anh cũng không không biết được mọi người làm thế nào đâu, vì cái file này chúng ta không thể submit trên SQL gì được, nhưng mình khác như mình làm thôi. Nếu mà làm được nhiều thì chúng ta rèn luyện năng của mình cao. Rồi. Chúc anh em ôn tập rất vui vẻ. Mai anh em mình học buổi cuối. Vâng.